Ăn gì đó. Đố ba chiếc tay con mày đang là đố hai đứa. Đố hả? Thấy ghê không? Thấy nói ghê không? Trời ơi, đứng này đằng nước con gì? Đi á.
Ủa, đi đây, đâu vậy? Ở đây có cá mình nó không có giờ ấy nè, họ đó buồn đỡ. Người tôi chặn cái đó lại chứ không chặn cái cây lại là lục bình nó vô. Ê mấy nó lục bình này nắm điện bên kia đi để nó trôi đây vô. Còn mở mắt nè. Chị Mỹ. Cục mặt cái sao không lấy quần cục của mặt ấy? Sao con không lấy quần cục của mặt ấy? Sao con không lấy cái quần cục của mặt ấy? Chân là lên mẹ. Chị nào muốn lên lên. Mẹ mẹ gì bà? Sao không lấy quần cục mặt? Dạ. Sao không lấy quần cục mặt? Ơi sao không lấy mấy cái lục bình liệu bên kia? Ủa nó sạch. Rồi, kéo bên đây nè. Nó sạch. Ôm nhau nè. Ôm nhau đi nè. Vậy chút có đi không? Không mai đi. Cái đó là mình thấy có lưới mình buộc luôn che đó dài đó cái đầu nước lên cái nó kéo lên nó xuống nó thả xuống được á con lên kéo lên nó có cá mà còn cái nước đúng không vô rồi nha chị tin là anh em nắm nguyên một vòng lại coi không nắm cò bay mình chơi chung ha mình nên nói đi thôi nó không được chơi chung nha không có hai lần không nha. Nhưng nói gì nên nói này nhưng mà từ đâu nó chơi là mình ngồi nguy hiểm vậy xích vô đây nè đây ra đây ngồi mát nè bên hộp đậu bên con cá bên mù làng ngọt rồi có hến không? Này chắc đây không hến. Con nị đó trắng nhất nè. Nị là công tử bột. Nước giờ đang lên hơn xuống nè.
Ủa nước này đang lên hay đang xuống vậy Nam? Nắm đi đâu vậy? Nam ơi. Nam. Nam. Dạ. Nước này đang lên hay đang xuống vậy con? Đang lên. Lên. Đi ra. Nó lên cao là tới đâu đâu? Hết. Lên cao là tới đâu? Mấy bánh xe nè. Có bánh xe là hết hả? Không, đây nè. Đổ bánh à. Đổ bánh xe hả? Để lên nút cái tán ha. Ai qua trước đây nó không? Dạ, đây làm đây, 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 tàu lớn kìa, ngoài kia kìa, nhìn kìa, cái tàu lớn kìa. Hú ơi. Tàu cao tốc. Ừ, thì tàu vô du lịch cao tốc á. Thì đi vòng 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 á. Chơi lại không?
ơi, chứ chân cái chân dưới đất lèn lèn không à, sao lỗ đứng trong cái lỗ trong gì lên chưa? Tắm nãy giờ cũng lâu rồi đó, lên chưa? Hả? Bây giờ ta làm không hả? Chạy con đi tới đâu?
Con viên bên nhà con nha. Con viên gì? À dài dài con gà đe gì tùm lum. Chết sao chồng? Con có và mấy thằng cùng nhớ dài dài. Chết mẹ kia nó khùng quá quá mày chết. Lúc mà tâm lên đi đạp con. Đánh cho coi nè, đánh lên bốn đứa nó đè đập đè bể cái bể đầu luôn. Nó làm gì mà? Nó nói là mấy thằng khùng nó đang coi tivi, mấy thằng khùng nó la làng. Không này là con đang coi gì đang khùng mà. Ai da da không phải ở trong nhà là trong nhà. Vô vậy? Đi. Em không biết nè. Như vậy. Đi lấy áo vô kìa. Áo đi đâu? Ai lật một cái kiến của con xuống vậy? Bà đâu biết. Lật mặt sáu. Tự nhiên đi từ đứa lên đi. Đạp mắt nó. Hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây. Hai người một like, một chia sẻ, nhấn cái chuông, đăng thông báo và chia sẻ cho các bạn xem. Đọc chia sẻ cho cả nhà người nhà của bạn hoặc bạn bè xem. Bye bye. Watching for video.